Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
liễu nè. Cần gì tôi bây giờ chứ đó hả? Liễu đỡ nè. Cái ông chơi con phải lại rồi,
không một em không một đó đâu hả bao nó tám hả tám một anh kia là tám một mình là không một tám một chứ lại không một nha rồi thống nhất Thank you.
Ở dưới, 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 ở dưới
À, chân lưu xuống đó rồi. Tâm. Tôi giờ tôi vẫn còn sắc ca mà. Đúng đâu vậy? Đúng rồi, đắp tâm ba. Cây sứ vừa vừa. Nhắm được cây sứ không? Nhắm được cây sứ không? Cứ ra cây sứ đi. Nhắm được cây sứ không? Rồi nè. Cây bánh lùng nè. Cây bánh lùng. Ủa, anh Thành đang đứng ngoài sân rồi. Ừ, hay quá luôn. Qua tự nhiên có con trái vậy vui ghê, tự nhiên đưa lên cái tóc nó không có cho việc gì. Nhưng mà Facebook được không anh? 2 3 hả? Vậy 3 4 hay gì chứ? Này, hơn. Em mới ra. Ba đi. Em mới ra này. Hèn chi, dạo này mấy anh tính sung hát có hai người mới nha. Có gì đâu mà giấu chị. Có đâu giấu. Có đâu giấu. Vậy mà chị xin vô không cho vô nghe các bạn. Chị ra mời ngoài mà không cho vô thì không chịu vô thì có. Xạo. Ủa đúng không? Không vô bốn ba. Đó là chị nhìn thấy nó quánh dậy sao mà. Sao chị thắng rồi có quánh dậy hả? Chị ơi đang khoảng trình chứ. Ủa 60 không cho vô, Ủa 30 cho vô.
thêm cái gói cái nệm cho ông để ra kế bên đó, kế bên chỗ con chó nằm á. Sao có bận. Vô. Đây. Quân chị để chị ra chị mai chị nói. Sao đi như mẹ. Thôi rồi tôi gặp vậy nó đỡ tôi biết sao. Tôi tưởng là tôi quánh vậy rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái nhỏ bất ngờ vậy.